4 giờ sáng, Harry Won cười như bà điên vì hành động này của Trấn Thành. Đang ngủ, tự nhiên Trấn Thành ôm Harry vào lòng. Tuy nhiên, hành động sau đó của nam MC khiến vợ cười như bà điên. Từ sau khi kết hôn, cuộc sống của Harry Won Trấn Thành vô cùng hạnh phúc, tâm đầu ý hợp. Kể về cuộc sống gia đình, nữ ca sĩ gốc Hàn từng bật mí Trấn Thành thường hay thích tâm sự với vợ, đến 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Nhiều hôm, Harry nói với Trấn Thành là để mình ngủ vì mai phải đi quay rất sớm. Nhưng chưa được 5 phút, Trấn Thành lại gọi cô dậy tâm sự. Trên trang cá nhân của mình, Harry Won gây chú ý khi đăng dòng trạng thái 4 giờ sáng mà cười như bà điên. Ngay lập tức, cư dân mạng thắc mắc lý do tại sao cô lại cười. Trong đoạn bình luận với một người em, bà xã Trấn Thành cho biết, ổng đang ngủ mà tự nhiên ôm chị vào lòng và KKK, ổng dẫn chương trình em ơi, kính thưa quý vị, la la la. Harry Won tiết lộ lý do khiến cô cười lúc 4 giờ sáng. Trấn Thành là một MC nổi tiếng thời gian gần đây, chồng của Harry khá đức xô khi được mời dẫn chương trình nhiều game show được khán giả yêu thích. Có lẽ vì bệnh nghề nghiệp nên khi ngủ Trấn Thành cũng mơ thấy mình đang làm MC. Trấn Thành là một trong những MC đắc xô của làng giải trí Việt. Vũ Hoàng Việt sau mối tình tai tiếng với nữ tỷ phú hơn 32 tuổi, chắc không ai dám yêu kiểu như tôi. Tôi nghĩ dư luận đàm tiếu như thế cũng chẳng có gì lạ vì quả thật, chắc không ai dám yêu kiểu như tôi, Vũ Hoàng Việt chia sẻ. Nhắc đến Vũ Hoàng Việt, chắc hẳn nhiều khán giả vẫn nhớ đến cuộc tình ồn ào của anh với nữ tỷ phú U60, Fiona Thúy Hoàng. Cuộc tình chênh lệch đến 32 tuổi đó khiến Vũ Hoàng Việt bị mang rất nhiều tai tiếng. Người nói anh yêu vì tiền, người gọi anh là đồ đào mỏ. Bên cạnh đó cũng không ít lời ra tiếng vào cho rằng Vũ Hoàng Việt lợi dụng mối tình để PA tin tuổi cho mình. Thế nhưng không phải ai cũng biết Fiona Thúy Hoàng chính là mối tình đầu của chàng trai sinh năm 1989. Sau 5 năm gắn bó bên nhau, anh và bạn gái lớn tuổi đã chính thức đường ai nấy đi. Kể từ đó đến nay, Vũ Hoàng Việt chọn một cuộc sống lặng lẽ hơn để tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh bất động sản. Thời gian gần đây, Vũ Hoàng Việt tự hào khoe về cuộc sống hiện tại hạnh phúc bên bạn gái trẻ trung xinh đẹp nóng bỏng như hot girl và khối tài sản không hề nhỏ sau nhiều năm tháng lăn lộn chốn thương trường. Sau tất cả những biến cố xảy đến với mình, Vũ Hoàng Việt tự tin khẳng định tất cả những gì mình có được ngày hôm nay đều do công sức và những nỗ lực của chính bản thân, chứ không phải nhờ đào mỏ mà có. Tôi dần trưởng thành hơn sau mối tình đầu nhiều tai tiếng. Sau khi trải qua những biến cố tình cảm, cuộc sống hiện tại của Vũ Hoàng Việt ra sao? Có thể nói như nào nhỉ? Ở một góc độ nào đó thì cuộc sống hiện tại của tôi thoải mái và ổn định hơn trước rất nhiều. Có thông tin Vũ Hoàng Việt tìm được hạnh phúc bên bạn gái trẻ trung xinh đẹp, anh có thể tiết lộ một chút về người mới của mình không? Thực ra thì cô ấy không muốn tôi tiết lộ quá nhiều chuyện riêng tư của hai đứa trên báo chí. Bọn tôi cùng bên nhau được một thời gian rồi. Trong mắt tôi, đó là một cô gái tuyệt vời cả về ngoại hình và tính cách. Đầu tiên tôi bị thu hút bởi ngoại hình hot girl của cô ấy. Càng gắn bó với nhau, tôi càng cảm thấy cô ấy là một người phụ nữ tinh tế có chiều sâu, biết quan tâm, chia sẻ. Đó là những điều mà tôi cảm thấy rất trân trọng và luôn muốn gắn bó lâu dài với cô ấy. Cảm thấy tự tin vì được là chính mình khi yêu bạn gái hiện tại. Nhiều năm trước, chuyện tình của anh và Fiona Thúy Hoàng được rất nhiều người quan tâm. Trải qua hai cuộc tình với hai người phụ nữ có độ tuổi chênh lệch nhau lớn như vậy, Vũ Hoàng Việt cảm thấy khác biệt như thế nào? Ở mỗi thời điểm, con người ta lại suy nghĩ khác. Tôi dần trưởng thành hơn sau mối tình đầu nhiều tai tiếng với Fiona Thúy Hoàng. Còn mối tình hiện tại mới thực sự cho tôi cảm giác tự tin và điều quan trọng hơn hết là tôi được làm chính mình. Sau khi chia tay, anh và Fiona Thúy Hoàng có liên lạc với nhau không? Tôi không liên lạc. Trong suốt thời gian ở bên Fiona Thúy Hoàng, anh từng bị mang tiếng là đào mỏ. Đến giờ có người mới, vẫn có những lời xì xào cho rằng anh lấy tiền kiếm được từ tình cũ để làm lại cuộc đời. Trước những lời đàm tiếu đó, Vũ Hoàng Việt cảm thấy như thế nào? Tôi nghĩ dư luận đàm tiếu như thế cũng chẳng có gì lạ, vì quả thật, chắc không ai dám yêu kiểu như tôi. Thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất, tất cả những gì tôi có đều là do bản thân tự nỗ lực cố gắng. Căn nhà đầu tiên tôi mua được cũng phải trả góp, xe ô tô cũng là trả góp. Tôi phải làm việc ngày làm việc đêm, khi những người khác ung dung thảnh thơi đi bộ, còn tôi phải cực lực chạy để kiếm tiền trả nợ ngân hàng. Cũng may mắn là sau những cố gắng nỗ lực, nhờ công việc thuận lợi mà giờ đây, tôi đã có thể mua được căn nhà thứ hai cho riêng mình. Tôi cảm thấy tự hào và mãn nguyện với thành quả mình nhận được sau những tháng ngày gian khổ đó. Tôi cũng muốn đính chính thêm là tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Cha mẹ tôi cũng ở đây từ trước đến nay chứ không phải ở quê như nhiều tờ báo viết. Ở tuổi 30 của mình, Vũ Hoàng Việt đã nghĩ đến cuộc sống ổn định và một tổ ấm gia đình chưa? Có chứ, tôi đã bắt đầu nghĩ tới và đang muốn hướng tới một tương lai xa hơn với bạn gái hiện tại vì cô ấy xứng đáng hơn ai hết. Những lần đáp trả thâm thúy của dàn sao Việt khi dính nghi án xài đồ fake.
Bị nghi xài đồ giả là điều không sao việc nào mong muốn, vậy nên rất nhiều lần Giàng Sao phải lên tiếng đáp trả lấy lại trong sạch cho bản thân. Là người của công chúng, được biết đến với cuộc sống sang chảnh đi nước ngoài như chợ, vậy nên không ít lần sau việc thẳng thắn đáp trả trước những tin đồn xài đồ phê. Với vai Vũ trong Về Nhà Đi Con, Quốc Trường đang trở thành cái tên được người hâm mộ quan tâm nhất hiện tại. Nhất cử nhất động, đời sống và thời trang của anh chàng đều được nhiều người tìm hiểu. Chiếc đồng hồ yêu thích của Quốc Trường nhanh chóng lọt vào tầm soi của fan, được biết đây là sản phẩm của thương hiệu xa xỉ. Giá khoảng 900.000 đô tương đương 22 tỷ đồng, siêu phẩm này ra mắt vào năm 2015, đáng chú ý là sản phẩm nằm trong bộ sưu tập giới hạn, chỉ 30 chiếc trên toàn cầu. Cận cảnh chiếc đồng hồ của anh chàng được so sánh với thiết kế gốc trên bảng web. Nhiều người dành cả ngày để tìm ra điểm khác nhau bóc phốt chiếc đồng hồ của anh là hàng fake. Mới đây, Quốc Trường đã lên tiếng thừa nhận anh có sử dụng hàng hiệu nhái. Tuy nhiên, đây là món đồ anh được tặng trong dịp sinh nhật. Diễn viên không biết giá trị và cũng không tìm hiểu món đồ. Nam diễn viên cho biết thêm, anh không tự mua đồ nhái bao giờ vì trân trọng giá trị của các thương hiệu. Tuy nhiên, anh vẫn tự hào khi dùng những món đồ do bạn mình tặng vì yêu quý người ta. Diễn viên chia sẻ anh là người sống rất đơn giản nên không cầu kỳ giá trị của trang phục. Trong tủ đồ của anh có những món hàng hiệu rất đắt tiền nhưng cũng có trang phục bình dân vì anh sử dụng hàng ngày. Việc sử dụng hàng fake chẳng nói lên được điều gì về con người bạn cả, chỉ cần nó hợp và bạn thích là được. Nhìn cách sống và nắm trong tay chuỗi cửa hàng ăn uống trên 100 chi nhánh đầy đủ. Đủ để thấy dù xài đồ fake nhưng Quốc Trường giàu là thật. Yêu nữ hàng hiệu Ngọc Trinh cũng từng bị dính nghi án dùng túi Hermes Frinking là hàng fake. Nghi án xuất phát từ bức ảnh Ngọc Trinh cùng Hoa hậu Hải Dương Phương Lê và người mẫu Lê Hà không hẹn mà gặp đều xuất hiện với chiếc túi Hermes Frinking bạch tạng đắt đỏ. Bức ảnh dấy lên nghi án xài túi Hermes fake của Ngọc Trinh. Đáp trả Ngọc Trinh với nghi án trong thời điểm đó, Trinh không thích quan tâm hay ý kiến những chuyện tào lao, nhất là chuyện không phải của mình. Nhưng đến đây lần này thì thấy quá kỳ. Một nhà thiết kế cũng được gọi là nổi tiếng mà sao họ không tập trung nâng cấp chuyên môn là thiết kế, hay đúng như nhiều báo toàn copy rồi tự nhận là của mình. Thời gian còn lại quá rảnh rỗi rồi đi phán bừa chuyện đàn bà con gái, hay cuộc đời copy của anh chỉ có tiền mua mỗi cái drinking màu đen xách 1.000 lần nên nghĩ ai cũng như anh. Chuẩn bị làm show thì lo tìm mẫu mà copy đi, chứ đừng dựa hơi phụ nữ để câu view những lần trước. Ngọc Trinh, Lê Hà, Hậu Phương, Hải Dương và Thượng Đế không thích điều này anh nhé. Trong clip trên YouTube cá nhân mới đây, Ngọc Trinh không ngần ngại nhắc lại chuyện cũ, đã xoáy những người từng bị đặt cô xài túi giả. Một chiếc túi đắt tiền và khó sở hữu không quan trọng, quan trọng là bạn có nhiều tiền để sở hữu nó hay không, cô nói. Dính không ít tin đồn xài hàng giả, Angela Phương Trinh cũng là sau việc sẵn sàng đáp trả và đưa ra những minh chứng cho các món đồ hiệu đắt đỏ của mình. Cách mà người đẹp phản pháo là chụp ảnh hóa đơn mua hàng để chứng minh mình dùng hàng thật. Từ đó về sau, mỗi lần khoe hàng hiệu mới sắm, cô đều đăng tải ảnh sản phẩm kèm hóa đơn để công chúng khỏi soi mói. Được coi là hiện thân của hàng hiệu, Lý Nhã Kỳ cũng không tránh khỏi những lần bị nghi xài hàng giả. Lùm xùm nhất là vụ chiếc váy 35.000 đô mang thương hiệu của nhà thiết kế nổi tiếng Alexander McQueen mà Lý Nhã Kỳ mặc trong một bữa tiệc từ thiện cách đây vài năm. Trang phục được nghi ngờ mua ở một cửa hàng Trung Quốc đồ cổ. Trước nghi án trưng diện hàng nhái, Lý Nhã Kỳ đã không ngần ngại đưa hình ảnh cận cảnh bộ trang phục ra làm bằng chứng. Người đẹp còn tự tin, thách thức dư luận khi chia sẻ vàng thật không sợ lửa. Tính đến thời điểm hiện tại, đây đều là những gương mặt có chỗ đứng vững trong showbiz, thể hiện được sự giàu có đúng chuẩn con nhà trăm anh thế Việt. Không cần khoe tài sản hay giá cát xê, sự chịu chơi đầu tư cho hàng hiệu của Giàng Sao được công chúng công nhận. Hoài Linh chứng minh sức hút hàng đầu showbiz chỉ bằng một việc nhỏ. Sức hút của Hoài Linh cho đến nay trong showbiz chưa có ai có thể vượt qua, khi hàng nghìn khán giả đội mưa bão chỉ để được gặp nam danh hài. Nghệ sĩ Hoài Linh đã chứng minh được sức hút khủng khiếp của mình trong làng giải trí Việt qua tình cảm yêu mến của khán giả. Theo đó, tối 9 tháng 6, danh hài Hoài Linh có đêm diễn thành phố Long Xuyên, An Giang. Khi biết đêm diễn có sự góp mặt của Sáu Bảnh, hàng nghìn khán giả đã có mặt từ sớm để chờ đợi. Tuy nhiên, đêm diễn đã không thuận lợi khi gặp trời mưa to. Dù vậy, không một khán giả về, tất cả đều ngồi ngóng chờ danh hài Hoài Linh. Chia sẻ trên báo, MC La Thoại Phi cho biết, lúc ấy mọi người trong đoàn tỏ vẻ chán nản và buồn bã, hỏi đêm nay có chú Hoài Linh nhưng mưa vậy thì có diễn không. Tôi trả lời mà lòng thấp thỏm, thì cứ ra sân khấu đi. Khi chúng tôi lầm lũi bước ra sân khấu thì tụi nhỏ hét lên, kỳ bố. Tôi nhìn theo ánh đèn thì thấy hàng nghìn khán giả đang ngồi đội mưa, trật tự chờ đợi giờ diễn, chờ đợi người họ thương là nghệ sĩ Hoài Linh.
Nam MC Thoại Phi cũng khẳng định, để hàng nghìn người quên mình trong mưa bão để gặp thần tượng thì chỉ có Hoài Linh mới làm được điều đó. Trước tình cảm yêu thương của người dân, danh hài Hoài Linh đã xúc động gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi người. Có thể thấy bao nhiêu năm vào nghề, sức hút của danh hài Hoài Linh chưa bao giờ hết nóng. Thời gian qua, nam nghệ sĩ hạn chế nhận lời tham gia các show truyền hình, tạm lánh showbiz, Hoài Linh chọn cuộc sống giản dị với sông nước miệt vườn. Bên cạnh đó, Sáu Bảnh còn dành thời gian sang Mỹ thăm con trai ruột. Cùng với đó, năm danh hài dành thời gian cho đi du lịch khám phá. Là nghệ sĩ đắt show hàng đầu, sở hữu cát-xê cao ngất ngưỡng, nhưng Hoài Linh là có lối sống giản dị. Chính nhờ cách sống giản dị đó mà nam nghệ sĩ có được người dân thương yêu hết mực. Lý Hùng kể về quá khứ đi chơi với Việt Trinh, Diễm Hương phải xin mẹ từng trăm nghìn một. Vì mẹ quản lý tài chính nên Lý Hùng tâm sự những lần đi chơi cùng Việt Trinh, Diễm Hương, Lý Hùng phải ngửa tay xin mẹ từng trăm ngàn một. Xuất hiện trong tập 5 chương trình Kiếp Tươi Đẹp, diễn viên Lý Hùng đã lần đầu tiết lộ công việc kinh doanh và tài sản của mình. Lý Hùng kể thời Hoàng Kim đi diễn, anh nhận cát xê 80 ngàn, rồi 30 triệu, 2 tỷ, nhưng có biết tiền là gì đâu. Tôi kiếm được bao tiền là mẹ tôi lấy hết, ký xong hợp đồng một cái là mẹ lấy hết luôn. Nhưng mẹ thích gì tôi để cho mẹ làm, vì mẹ tôi là người có cái tâm rất tốt. Có bao nhiêu tiền bà đem đi từ thiện cho trẻ mồ côi hết, cho xây trường, xây cầu. Tôi đi làm cũng khó khăn lắm, đâu phải đơn giản mà có tiền đâu. Nhưng về hỏi mẹ, mẹ bảo cho hết rồi, Lý Hùng nói. Thời trẻ, Lý Hùng bị mẹ quản lý chặt tiền bạc nên đi chơi cùng người đẹp phải ngửa tay xin mẹ từng đồng bạc. Vì mẹ quản lý tài chính nên Lý Hùng tâm sự những lần đi chơi cùng Việt Trinh, Diễm Hương, Lý Hùng phải ngửa tay xin mẹ từ trăm ngàn một. Tài sản quý nhất tôi có là đạo đức của mẹ để lại cho tôi. Tất nhiên cũng có một số vốn sau này mẹ không giữ nữa mà đưa lại cho tôi. Từ đó tôi mới đem kinh doanh này kia cũng là may mắn thôi. Đi qua thời Hoàng Kim, nam tài tử vừa đóng phim vừa sản xuất phim, thỉnh thoảng ca hát hoặc quay game show. Hiện tại Lý Hùng sẽ lối sang kinh doanh và trở thành ông chủ của một trong những công ty bất động sản có quy mô vốn lớn tại Việt Nam.